Còn mấy bạn mà muốn đi cái dạng mà heo hai bích đối xứng mà logo đúc, bắt buộc mấy bạn phải CNC nguyên cái húp zin ở dưới đằng sau này cho nó mỏng lại, thì đi cái dĩa nhỏ hơn tí xíu thì nó sẽ lọt lòng vô được, nó không có bị cấn mâm. Nhưng mà cái chi phí mà để chạy CNC nguyên cái bộ húp lắp này nó sẽ rất là mắc anh em. Anh 100% tán thành chế độ hôn nhân. Anh cho rằng người đàn ông có gia đình rồi nhất định phải một lòng một dạ, phải là người chồng gương mẫu. Nghe rõ chưa? Cho nên chết không lấy vợ. Hôm qua mới chở xe về mà. Này mới nhận được cái kèo con Vespa Print. Set up trong vòng 2 ngày để gửi về Đắk Lắk. Vespa Print này thì lên cùm Côn, cùm Thắng, RCS, lên full set heo sao với lại baga, rồi full ốc salaya. Nói chung là những cái thứ công năng hiệu năng cho con Vespa Print để về Đắk Lắk người ta dễ làm, chứ còn mấy mốt thì phuộc phiết sao thì vợ cho trong phạm vi 30 triệu thôi, nên là mình làm chỉ trong phạm vi 30 triệu thôi, không hơn không kém mấy bạn. Từ bữa giờ là Vespa Print là mình chỉ có lên lên heo Rainbow Billet, chứ chưa lên heo Rainbow hay bếp đối xứng. Lên heo Rainbow hay bếp đối xứng thì nó lại cấn nguyên cái cụm này nè, nhiều quá các bạn. Giờ đang ngâm cứu thử con Fando, tại vì tài chính của khách cho phép thì lên quanh đâu đó nó khoảng tầm 30 triệu quay đầu, mà nó có luôn cùm Côn, cùm Thắng, có luôn dây dầu, có luôn nguyên cái set heo sao với lại bộ phân đĩa sao full ốc salaya. Mà giờ mà lên cái con heo này heo billet thì nó tốn khoảng 11 củ thì con heo không là chắc cú là gãy chi phí luôn, chịu đâu nổi. Rồi để mình chạy đi, mình chở xe đi. Mấy cái nào mà không có sơn tới á fan là lấy móc bên treo lên liền nha. Chạy. Rồi ok anh em. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thiện xong cái con Vespa Print cho em trai đi về Đắk Lắk mấy bạn. Thì con này hiện tại em trai mua đã được sơn màu đen bóng ở trong hãng rồi. Mình thì chỉ có làm những cái thứ như là lên đồ chơi cho xe thôi. Thì bao gồm lên cái gì? Lên bốn cái đèn xi nhan tun, cặp tay Thắng RCS với lại cặp bao tay, set Thắng đĩa sau. Với lại full ốc salaya ngoài mặt tiền. Thì để nói về cái bộ Thắng đĩa sau thì nó sẽ rất là nhiều option để anh em lựa chọn. Ví dụ mấy bạn
muốn lên mà cái set mà GTS nó rẻ hơn tí xíu. Nhưng mà nếu mà mấy bạn coi về cái tâm bánh á, thì ở dưới đằng sau mấy bạn nhìn tới cái tâm bánh nó sẽ hơi lệch qua tí xíu. Còn ví dụ mấy bạn muốn đẹp đẽ thì các bạn lên nguyên cái bộ húp của thằng 946. Thì riêng về lên bộ húp của 946 thì mấy bạn phải mua thêm một cái mâm. Cái mâm này là mâm new luôn nha, dĩa mới, húp mới, thì full set. Cái này nếu mà mấy bạn đi của GTS, cái húp này là cái húp nhôm á, thì bắt buộc cái húp zin á, thì mấy bạn bắt buộc mấy bạn phải đi con heo Bullet hoặc là con heo Fando, có nghĩa là heo CNC thì bạn mới vô được. Chứ còn mấy bạn đi heo Rambo hay bít đối xứng mà đúc của Rambo á, các bạn vô nó sẽ bị cấn. Còn hoặc là các bạn có thể đi con heo zin, con heo zin của S3 luôn, thì thả vô các bạn không bằng chế cháo. Còn các bạn đi lên heo Rambo, heo Fando bắt buộc là phải đi heo CNC giống vậy thì nó sẽ không cứng mặt lưng. Còn các bạn mà đi heo Rambo hay bít đối xứng logo đỏ hoặc là logo xám á, nó sẽ cứng ngay chỗ khúc này. Mấy bạn vớt ít nhất cái viền mâm này, nó sẽ vớt ít nhất là xuống khoảng tầm 3-4 ly, mà trong đó cái bề dày của cái mâm của mình nó lanh quanh nó khoảng tầm đâu đó nó khoảng một phân thôi, mà các bạn vớt xuống khoảng tầm 4 ly 4 ly rưỡi rồi là cái nền này nó rất là mỏng. Nên là khi mà anh em mà gặp cái xe này mà mấy bạn đi hai á, cái độ chịu lực cao nó sẽ không có an toàn lắm về cái dạng đó. Còn mấy bạn mà muốn đi cái dạng mà heo hai bít đối xứng mà logo đúc, bắt buộc mấy bạn phải CNC nguyên cái húp zin ở dưới đằng sau này cho nó mỏng lại, thì đi cái dĩa nhỏ hơn tí xíu thì nó sẽ lọt lòng vô được, nó không có bị cấn mâm. Nhưng mà cái chi phí mà để chạy CNC nguyên cái bộ húp lắp này nó sẽ rất là mắc anh em. Chạy CNC nguyên cái bộ húp lắp thì nó rơi vào khoảng tầm cả chục triệu. Nếu mà với một chục triệu đó bạn lên CNC cái bộ húp lắp này để mấy bạn lên một con heo Rambo Bullet hai bít, nó sẽ kinh tế hơn. Mấy mốt anh em có xả hàng mấy anh em bán lại nó vẫn dễ hơn là một cái bộ húp lắp CNC đó. Cái đó một cái tí chia sẻ với anh em thôi. Còn lên nguyên cái bộ, nguyên cái set heo sao bao gồm là heo này là mình sử dụng heo new ha, là khoảng tầm 10 triệu mấy một con. Một cọng dây dầu nó sẽ, mấy bạn nói là sao cọng dây dầu nó sẽ đi ông đây. Bình thường mấy anh em sẽ thấy dây dầu sẽ đi theo cái thế zin của S3, nó sẽ có bắt, nó bắt ở dưới cái cục máy đi dòng lên đây. Nhưng mà chủ xe yêu cầu mình là không thích đi dòng ở dưới đằng sau lên, ảnh thích đi từ cục máy đi xuống và dòng ra đây. Tùy theo mỗi người. Giáo gì vậy? Rồi ok. Thì mỗi người khách người ta sẽ có một cái cách thẩm mỹ khác nhau anh em. Cuối cùng vẫn là khách hàng yêu cầu như thế nào mình sẽ làm theo ý khách hàng, trừ khi cái chi tiết đó nó làm nó sẽ có nguy hiểm với khách hàng thì bắt buộc là mình sẽ không theo ý khách hàng. Còn ví dụ mà mình cảm thấy ok không nguy hiểm thì mình sẽ làm theo ý khách hàng. Cái này mình đang sử dụng một cái đầu 90 độ cho nó nằm ở dưới cái chân phuộc. Dây dầu là mình đang sử dụng là dây dầu heo chính hãng màu đỏ bầm ha. Heo mình đang sử dụng là heo màu sô-cô-la Rambo hay bít đối xứng Bullet. Một con này new thì loanh quanh nó khoảng tầm là 11 triệu mấy anh em. 11 triệu mấy cho một con heo Rambo hay bít đối xứng new. Nguyên cái set bao gồm là một cái bộ húp lắp, một cái dĩa và một cái mâm thì nó rơi vào khoảng tầm 9 triệu mấy cho cái một bộ húp lắp full ốc Saraya ngoài mặt tiền, bao gồm ốc dàn áo, bao gồm ốc dàn chân, thì loanh quanh đâu đó nó khoảng tầm 1 triệu 1 triệu 2. Còn ở trên cái phần ghi đông thì các bạn nhìn tới ở đằng trước, các bạn nhìn tới nhìn kỹ tới thì cái ghi đông mình đã bẻ gù nhẹ rồi, thấy không? Cái này tự vì tùy theo nhiều anh em á, cái này là tự vì khách người ta vừa đi làm, người ta vừa đi chơi, nhưng mà đôi khi bạn gái cũng lấy xe đi trà sữa đồ các thứ nữa, nên là khi mà anh em bẻ gù cong quá đi cái lưng nó sẽ bị gù. Như cái phom này là mình bẻ là cái khom là nó hơi lài, nhìn đi nó có vừa tăng cái tính ngầu mà nó còn không có mệt cho cái người ngồi xe nữa các bạn. Còn mấy bạn có thấy nhiều cái phom mà người ta bẻ cái đầu gù mà xuống đây luôn nè, bắt buộc các bạn phải khom cái lưng xuống. Còn zin của S3 là nó thẳng thì các bạn lúc nào cũng phải ngồi thẳng lưng. Còn cái này mình bẻ gù xuống xíu, mình đỡ ngồi thẳng lưng tí xíu. Tùy theo mỗi người ta có một cái cách bẻ đầu gù khác nhau thôi. Còn riêng cái phương châm của mình thì bẻ hơi lài thôi. Thứ nhất là nhìn nó sang, thứ hai là nó đỡ bị khòm cái lưng.
thì một cái set bẻ đầu gù bao gồm luôn xử lý nền, bao gồm luôn sơn thì loanh quanh nó khoảng tầm là 3,5 triệu. Còn cái cùm thắng, cùm côn thì mình lên cho em trai là một cái cặp cùm RCS new. Ở bên trái là mình đang sử dụng là RCS 17. Còn ở bên phải là mình đang sử dụng là thằng RCS 14. Thì cái cặp này thì mấy bạn giá thị trường loanh quanh, cùm côn lúc nào nó cũng mắc hơn là cái cùm thắng nha nè. Cái cùm thắng giống như cọc Sakota, cùm thắng mấy bạn sẽ mua ở Việt Nam giá loanh quanh đâu đó nó khoảng tầm 7,3 triệu cho tới 7,5 triệu. Còn cái cùm 7,2 triệu. Còn cái cùm côn lúc nào nó cũng mắc hơn loanh quanh nó khoảng tầm từ 300 cho tới 400. Vấn đề là bên hãng người ta vẫn là một size, nhưng mà về Việt Nam cái cùm côn bên đây nè bán nó sẽ sao ta, bán nó sẽ ôm hàng lâu á, bởi vì ít người dùng á. Đa phần cái cùm thắng bên đây rất là ít những xe có 2 tháng đĩa, giống như chỉ có GDS là có 2 tháng đĩa thôi, hoặc là những cái xe như sau này có xe Vio 160, rồi sau này có xe Basic 160 thì có 2 tháng đĩa. Còn tất cả những cái size thông dụng từ xưa tới giờ nó chỉ là 1 tháng đĩa, nên là cái cùm này đa phần là chỉ có sử dụng cho những dòng xe mô tô như là Ducati hoặc là MV đồ các thứ, những cái xe mà sử dụng côn dầu á. Thì bởi vậy anh em người ta sẽ ôm hàng lâu, đâm ra thì nó sẽ khi mà bán ra nó sẽ mắc hơn tí xíu. Như cái cùm côn ở bên trái là mình bán là khoảng tầm là 6,1 triệu, 6,2 triệu. Còn cái cùm thắng ở bên phải á, thì mình bán là khoảng tầm 5,8 triệu nè. Còn cặp bao tay là mình đang sử dụng là cặp bao tay Celioli cộng luôn gù, thì một set này nó khoảng tầm đâu đó khoảng 2 triệu, bao tay với lại gù nè. Còn cái set ở đằng trước thì ở đây có, hiện tại là mình đang bấm sẵn cái dây dầu cho chủ xe, mai mốt khi nào mà chủ xe lên phục ô liền sẽ lên luôn cái con heo Rambo trước, do là chủ xe đang muốn tập trung là lên cái dàn heo sau á, nên là không đủ kinh phí. Chủ xe cho mình kinh phí loanh quanh phải maximum phát sinh nhất có thể nó chỉ rơi vào khoảng tầm là 52-53 triệu quay đầu thôi, không thể phát sinh hơn được nữa. Thì cái này là mình đã bấm sẵn dây dầu để mai mốt ví dụ khi của em mà về Đắk Lắk á, khi mà đủ kinh phí lên phuộc với lại heo á, thì mình ở đây mình chỉ có ship phuộc với lại ship sẵn bát với lại heo về gắn vô lip and lay, không cần phải chế cháo gì nữa hết. Như cái này mình bấm một cặp dây dầu từ đây lên trên ABS thì nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu. Hai cái này là một cái chụp càng với lại một cái chụp phuộc của thằng Maru 11, thì mỗi món nó khoảng tầm mấy xì thôi nè. Xe này sơn sẵn ở trong hãng rồi ha. Còn bốn cái xi nhan đang sử dụng là bốn cái xi nhan tool. Thì full set xi nhan tool thì nó khoảng tầm 3,5 triệu. Rồi cái đặc biệt ở bên đây là khi mà mình sử dụng hai cái thắng đĩa, mình sử dụng nguyên một cái set dây dầu Tigon, nó sẽ nối từ ở bên đây qua bên đây, nó chia nhau cái ngã ba nằm ở giữa cái đồng hồ, và cái bình chứa dầu nó sẽ nằm ở bên đây để cho nó đỡ bị lồi cái lỗ này ra mấy bạn. Nhiều anh em kêu là làm cái dây dầu âm ở trong, nhưng mà sau này là mình sẽ rút kinh nghiệm mình làm biến làm mấy dây dầu âm đó. Nhiều khi có nhiều khách đó, người ta chăm xe lâu lâu người ta còn tháo ốp đầu ra, người ta kiểm tra dầu thắng nó có thiếu hay không thiếu người ta ấy. Còn cái vụ mà như có cái bình ở ngoài đây mấy bạn sẽ tiện hơn, tháo nắp ra coi là cái dầu nó thiếu hay không thiếu, nó sẽ nằm ở đây cứng quá. Trời ơi, ở đây nè, thì mấy bạn sẽ coi kiểm tra được là nó thiếu hay không thiếu, nó sẽ dễ hơn. Còn mà khi mà mấy bạn mà đi hai cái ống dầu nó nằm âm ở trong á, mấy bạn đi một thời gian bắt đầu là cái bố thắng nó bị mòn lại, bắt đầu là hai cái piston nó thụt vô thụt ra, bắt đầu là cái thể tích mà ở trong cái ống dầu nó sẽ không đủ nhiều mà để mà mấy bạn đi một thời gian dài, bắt buộc mấy bạn phải đi khoảng tầm 1-2 tháng tháo ốp đầu ra, mình kiểm tra coi dầu nó có bị hụt tới đâu, mình sẽ châm thêm. Cái ống dầu thì nó sẽ phức tạp hơn tí xíu nè. Còn ví dụ anh em muốn kỹ thì anh em đi, một là mấy em có thể khoan hai bình dầu hai bên. Ở đây thì bên đây mình sẽ bắt sẵn cái chân kính, cái này bắt buộc là phải chế nha anh em, tại vì
một cái cùm thắng zin của thằng Vespa thì nó sẽ có cái chân kính nó nằm sẵn ở cái lỗ này. Còn khi mà mấy anh em lên cái tay đầu chơi rồi thì cái bách để gắn chân kiến nó sẽ nằm ở dưới đằng sau. Mấy anh em sẽ không gắn được cái chân kiến ngay khúc này, bắt buộc mấy anh em phải chế cái bách cho nó lòi ra ngoài đây thì để mới gắn được cái kiến đầu chơi được anh em. Thì loanh quanh cái con xe này mấy bạn sẽ tính không tính tiền sơn nha, chỉ tính tiền bẻ đầu gù lên cùm côn, cùm thắng, cái đầu chi ba với lại bình dầu, rồi dây dầu trước sau, quyền xét heo sau, bốn xi nhan tuôn. Thì loanh quanh nó sẽ rơi vào khoảng tầm full ốc salia, nó rơi vào khoảng tầm 53-54 triệu cho nguyên cái set xe, tất cả đồ trên xe toàn là đồ new hết nè. Rồi cái con xe này là do chủ xe là mua new, là mua mới ở trong hãng, rồi trong hãng người ta hỗ trợ người ta sơn lại màu đen bóng luôn. Con xe này lúc mới lấy ra nó là màu đen nhám. Rồi xe này là còn thiếu nhiều lắm, còn thiếu dàn phục trước, rồi dàn heo trước nữa, rồi cái ba ga sau, nhưng mà do kinh phí chủ xe tới đó là người ta gọi là đứt gánh tương tư rồi, không thể nào mà gồng thêm tí nào nữa, nên là mấy anh em chỉ có được cái version 1 là nó tới đây thôi. Đúng ra là còn phải lên cái cùm tăng domino nữa. Còn ví dụ mấy bạn đi mà cùm zin á thì nó hơi bị ngắn, đâm ra mấy bạn bẻ ngang qua nó không có đẹp, bắt buộc phải đi ở dưới, mà đi ở dưới thì sẽ không giấu được cái cùm. Mấy mốt ví dụ lên phải lên luôn cái cùm domino vàng hoặc là đen, hai dây gai dưới thì đi nó sẽ đầy cái phần cùm này hơn ha. Rồi các bạn nào mà có nhu cầu dọn xe hay độ xe cứ alo cho mình 0903 678 98 gặp Mr. Ken. Bye bye, chào tạm biệt.